Xin kính chào các bác. Em lại tiếp tục khui một số thiết bị phụ kiện mới về. Phụ kiện là dây tín hiệu, dây loa, dây AV, dây để cắm điện thoại, máy tính, dây quang có hết, và các đầu cắm bắp chuối, rồi là càng cua, mỏ chim vân vân. Em thì vẫn cứ quay theo kiểu nhà em, kiểu nông dân như thế này thôi, mà nông dân thật luôn. Nông dân bằng thật, không order, không đánh bóng. Đây, theo ý kiến các bác thì em giải cho cái thảm nó đẹp tí. Chứ còn bây giờ mà giải thảm mà đưa vào cái khuôn cái khu mà quay nó đẹp quá thì lúc đấy nó lại nâng cái giá thành tiền của những mặt hàng này lên cao lắm các bác ạ. Tiền thuê mặt bằng, rồi là tiền đánh bóng, rồi là tiền để tạo một cái khu mình chuyên quay, rồi bờ đèn led, rồi để đủ các loại đèn để ánh sáng thu âm, nói chung là cái thiết bị phục vụ cho nó rườm rà quá. Mà quay đi quay lại thì nó vẫn là một cái sợi dây như thế này. Để em giảm thiểu cái lại lượng tiền thuê chi phí nhân công đi thì em tự làm nha các bác nhá. Nhiều bác cứ chiêu em khui hàng luôn cho các bác xem. Hàng bắt đầu về nhiều, em khui lần lượt từng mã cho các bác. Đây, các bác nào đang đặt đợt vừa rồi em báo nợ được đơn của bác ấy, các bác alo nhé. Đây, hàng đang về đây rồi. Được chưa? Hàng về đây. Đây là dây CADAS, dây CADAS của Mỹ. Với các bác thì em ở quê em bán cứ nông dân thôi, là lấy công làm lãi. Đây, nên là giá thành nó cũng không được cao cho lắm. Không được cao cho lắm, em nói thật đấy, không được cao cho lắm. Đây, dây CADAS hàng made in USA. Báo cáo quý vị cứ tham khảo rồi alo. Và giá thành của đôi dây CADAS này có giá là 680.000 một bộ. 680k một bộ dây CADAS của Mỹ nhá. Dây AV cắm dây CADAS của Mỹ luôn. Nói xịn luôn. Có giá là 680k một bộ này. Các bác cứ tham khảo đi, tham khảo rồi quay về em. Đây, em xếp vào đây cho. Xếp vào đây cho nó đẹp. Các bác lại bảo là dây này nhiều lúc chắc là có nghĩa là tất cả các dây này cứ xấu hay đẹp cứ vào cái nền đẹp, vào khung cảnh đẹp, chắc là giá trị nó mới cao. Nên là nhiều bác cứ thấy, bác cứ nghĩ em là cứ vứt luôn rồi chạy thùng, vứt trên nền đất này. Các bác ấy bảo thế, các bác nghĩ là giá thành nó thấp, giá trị nó thấp. Các bác em cho em ship cho các bác xem kiểm tra dây nhé, sao bạn giả tiền không đúng giả không cần lấy. Nó nhớ nhá, là giá 680k một bộ đấy. Các bác cứ xem đi, xem dây xong bạn giả tiền chứ em bán hàng không phải nghĩ. Tiếp tục cái loại dây thứ hai nữa là dòng dây của Đức. Các bác cũng gọi nhiều rồi. Dây này cũng bằng dây tiền dây đó là 680k. Dây này là dây đây, VKBT888, 3 con 8 luôn. Made in Hungary, hàng của Đức, xịn luôn. Trên dây này có đường chỉ đây, có đường chỉ mũi tên, đường cắm vào và ra. Quý vị làm theo hướng dẫn, tín hiệu, cắm theo tín hiệu, đường vào đường ra. Thì dây có giá 680.000 một cặp, hai sợi. Dây của Đức luôn. Cho quý vị nhận hàng kiểm tra. Thế cho nó thoải mái. Thì em sẽ khui hàng từng lô một. Đây những dây này, đây là những mặt hàng dây mà được các bác ưa chuộng nhiều nhất. Hầu như là không có hàng, các bác hỏi liên tục đây. Đây các bác ơi, hỏi liên tục đây. Đấy, các bác nhà hộ em đi. Này đây, em nợ bao nhiêu đơn hôm nay em sẽ giải cho các bác. Còn bác nào lấy tiếp thì alo. Hôm nay em sẽ giải cho các bác. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7. Ngày mùng 5 tháng 7. Báo cáo các bác là em muốn báo ngày lắm. Nhiều bác lại bảo cái thằng này đéo bán được, lại đăng lại clip. Nói thật với các bác là ví dụ hôm nay cái lô này nó hết, hai ba hôm nữa nó lại về giống hệt như này, thì em mượn clip cũ em đăng lên cho em đỡ phải nói nhiều, nó rát cổ. Vẫn như thế thôi. Nên là nhiều lúc mượn lại clip các bác thông cảm nhé. Bởi vì như mấy đôi loa âm trần đấy, em đăng lên em ghi rõ là loa âm trần giá 1.600.000 một đôi. Mấy ông hùng khùng cũng vào bình luận bảo đéo bán được, bây đăng lại. Có phải thằng thần kinh à? Bây giờ một tháng nhập 5-70 đôi, 6-70 đôi đến 80 đôi nó đều hết rồi, bây giờ quay lại vẫn bán con loa âm trần như thế, đăng lại thì tội cái gì mà phải quay nữa. Cảm ơn các bác, em phải nói luôn như thế cho nhanh. Đây, tiếp tục có đến loại dây này đây. Úi giời ôi, dây quân sự của Mỹ đây. Các bác nợ đơn nào đây nhớ nhé, em sẽ trả hết đơn cho các bác. Và bác nào gọi đợt vừa rồi em báo thiếu hết thì đây, quân sự của Mỹ của các bác đây. Dây AV quân sự của Mỹ. Được chưa? Dây AV quân sự của Mỹ. Dây này có giá là
800k một dây. Dòng dây quân sự của Mỹ thì các bác đã biết rồi. Những cái dây tín hiệu này nó không có nhiều. Nó chỉ nằm trong để nằm trong sản xuất trong những thiết bị thông tin, radar quân sự hoặc một số máy bay của Mỹ. Khi họ tận dụng lại thì họ đã cắt được trên radar. Nhưng mà những sợi dây như này, radar hoặc những sợi dây chuyên sản xuất cho quân sự, cho quân đội Mỹ, được chưa? Nó không được dài lắm đâu. Nó trung bình nó chỉ vào 3-4m, 5m, nhưng mà đây đã cắt theo tiêu chuẩn trung bình có 1m một sợi. Giá 800k một sợi. 800k một sợi. Đã có thiết bị chống nhiễu trên này rồi. Đã có thiết bị chống nhiễu ở dây của hai đầu. Chống nhiễu dây hai đầu. Được chưa các bác? Đây là dây quân sự. Đấy, dây này 800k một dây. Đấy. Ngoài ra chỉ được có 200k được hai sợi loại này thôi. Hai sợi loại này nó chẳng khác gì nhau, nó khác màu. Nó khác màu thôi. Nó khác màu. Nó khác màu và hai sợi này nó được đúc thêm một lượt như kiểu mạ lượt bóng để bảo vệ dây. Hai sợi này thì giá 900k một sợi. 900k một sợi. Còn những loại này 800k, nói chung những này chẳng chất lượng y như nhau các bác nhé. Nhưng con này được hai sợi này được nhúng thêm một lượt bóng như kiểu bọc bảo vệ. Đấy, hai sợi này là 900k một sợi. Được chưa? Đây, quân sự của các bác đây. Đây em nói luôn rồi, hôm nào có những clip em hết hàng em lại nhập được về thì em quay lại, chứ em không nhất thiết là em cứ phải con nào phải đăng. Tiếp theo đưa đây. Lọc nguồn em vừa hôm qua em kia em nợ một số bác ở Việt Trì với Hà Nội đây, hôm nay lọc nguồn lại về tiếp các bác nhé. Lọc nguồn Mexico. Đây, lọc nguồn Mexico. Lọc nguồn Mexico trung bình là từ 30A. 30A 40A trở lên. Quý vị dùng thoải mái, có thể dùng cả một tầng nhà cơ. Ví dụ phòng nhà mình ở dưới, bởi vì những con automat tổng của tầng 1, tầng 2 các bạn chỉ dùng có 30A thôi. Nhưng con này chịu được lực như thế thì về nhà các bác có mà dùng không biết bao nhiêu bộ âm thanh. Con này là chuyên lọc nguồn để cho chống các tạp nhiễu từ các thiết bị như là máy hàn, máy cắt, máy quan hoặc là ô tô, máy xe máy đi ngoài đường vào. Quý vị thấy ngày xưa mình hay dùng cái tivi, con tivi đen trắng mình hay bắt bằng anten đấy. Thì khi xe máy chạy qua nó có gợn hoặc là nó sẽ bị nhiễu trên đường dây do máy hàn, máy gò, máy khoan, máy đục, nó tóm lại đủ các loại thiết bị cơ khí bây giờ. Nó làm tạp nhiễu cho dàn âm thanh của mình thì cái này nó sẽ là có tác dụng lọc nhiễu. Và trên này nó có chỉ dẫn này, line này, các bác nhìn đường line này. Đường nuốt này, line là đường vào thì đây sẽ là đường vào nhá. Các bác nhìn này, nó có chỉ dẫn trên hộp rồi. Và con này nó chỉ có tác dụng lọc nguồn. Có nghĩa là bác cắm điện 220 vào đây thì đầu này nó sẽ ra 220. Mà cắm điện 110 vào đây thì đầu này nó sẽ là 110, chứ nó không có tác dụng đổi điện. Các bác chú ý hộ em, không bác nào về để nhầm đổi điện là đi hết bộ dàn đấy. Tiếp theo sang đến đôi dây này. Đôi dây này thì em phải nói luôn là các bác nhìn kỹ cái tên của em nó nhé, Trabat nhé. Đây là một trong những sợi dây rất ít có trên thị trường. Và bác nào đã chơi thì bác ấy cho em xin một lời bình đi. Và bác các bác sẽ tìm hiểu kỹ hộ em này, hãng dây, tên dây đây. Bởi vì là các bác nghe thế đốt đốt thì nổi tiếng rồi, nhiều số mã dây nó nổi tiếng, nhưng đây cũng là một trong những dòng dây cực kỳ nổi tiếng và không có nhiều trên thị trường, không có nhiều trên thị trường nhé. Em quay thật chậm để đợi cho quý vị nhớ cái mã tên này. Quý vị hãy search vào Google tìm hiểu xem cái dây này nó như thế nào. Hai cục chống nhiễu nằm giữa hai đầu đây, được chưa, được chưa? Đây, hai đầu RSC Vector 2. Vector 2. Đấy. Các bác nhìn đây. Trabat, Trabat dập hết trên đầu này luôn. Này, lau đi bóng loáng luôn. Những sợi dây này báo cáo quý vị là quý vị kiếm những sợi dây khác thì dễ, nhưng những sợi dây này không phải dễ kiếm đâu. Em hôm nay em nói lại để cho quý vị nhớ là quý vị hãy search nhá. Bây giờ gõ Google cái gì ra tìm hiểu xem sợi dây này nó giá trị như thế nào. Bởi vì nhiều không thấy các bác hỏi. Những sợi dây này thật ra là em cũng không biết nhiều lắm đâu, nhưng mà đây là một trong những sợi dây nhiều cựu âm thanh. Em hỏi các bác bảo những đợt dây này không có đâu, quý hiếm lắm, lấy đi. Chứ em không biết về nhiều về dây đâu. Đây là toàn những bác biết chơi âm thanh nữa và lấy những loại này này cho anh em nó chơi này, bán rẻ thôi cho anh em nó chơi để hỗ trợ anh em. Đấy. Giá của đôi này là 5,5 triệu. Báo cáo quý vị là các quý vị search trên kia xem là giá thành nó bao nhiêu. Nhiều lúc các bác kiểu nghe nó không quen, nó lạ đấy. Hàng made in USA. 5,5 triệu. Tiếp đến nữa là đây là bộ dây loa. Dây loa khủng luôn nhá. Đây là bộ dây loa Acuphase
Acophay CH1, CH1, Acophay CH1. Các đầu của nó nhìn, các bác nhìn. Đây, kể cả trên đầu cắm. Acophay CH1, hai đầu cắm bằng rắc bắp chuối. Đây là dây loa. Đây là dây loa các bác ạ, dây loa nhé. Đây là dây loa. Dài 2,5 m. Dây loa. Đấy. À, đây là dây loa. À, đôi dây này có giá là 4,8 triệu một dây. Một bộ này, không phải một dây. 4,8 triệu một bộ, có nghĩa là hai sợi hai loa đấy. Được chưa? Còn tính đầu này là 4 sợi. Được chưa? Cho chất bát, tép trung bát mạnh sâu, tép trung mịn và sáng. Giá 4,8 triệu một cặp này. Đấy. À, tiếp theo là đến với lại dòng dây này khá là nổi tiếng. Mắt ca hay mắt gì đây? Có chỉ thôi em. Marco Lever, Levers gì em chả đọc được mãi đọc tiếng. À, dòng dây của đến từ nước Mỹ. Đây, Made in USA. Nó bắt đọc của em vậy. Đây con này ở giữa có trống nhiễu. Ở giữa có trống nhiễu đây và có chiều hướng mũi tên chỉ. Quý vị về cắm hướng tín hiệu theo mũi tên chỉ nhé. Hướng mũi tên chỉ. Một trong những dòng dây mà khá được nhiều người ưa chuộng. Dây thì nó nhiều loại, mỗi bác thích nghe một thể loại. Dây thì nó sâu về giải bát, giải trung, giải tép. Nói chung là giải những con này dây của nó theo tiêu chuẩn khá là tốt và hay. Nói khá thì em người ta nói thì là nhẹ nhàng quá, nhưng mà em không thích tâng bốc. Tâng làm gì? Khá là đã tốt lắm rồi. Đây, mã series của em nó đây. Đấy. Được chưa? À, bộ dây này có giá là 2,9 triệu, 2,9 triệu. Được chưa? 2,9 triệu. Rồi. Một dây thì nhiều lắm các bạn, cứ để vớt đi. Tiếp tục đến dây bộ dây nguồn Acophay. Bộ dây nguồn Acophay này bác nào có những chiếc âm ly, chiếc âm ly này bao rè. Đây, các bác dùng âm ly hoặc bao rè đấy, âm ly bao rè dùng điện thì đây. Đây là những chiếc đây là cái đầu nguồn nhé, đầu cắm nguồn của nó. Hàng Acophay. Hàng Acophay luôn. Hàng Acophay. Dây còn to hơn của nó tay cái. Acophay. Đây chân cắm của nó 3 chân. Chân cắm màu vàng ươm. À, dây Acophay này có giá là 1,9 triệu một chiếc. 1,9 triệu một chiếc nguồn. 1,9 triệu một cái dây nguồn này. Đấy, dây nguồn có hai cục lọc hai đầu rồi. Dây nguồn. Chưa? Đấy, có bác gì chưa? Nhìn cái ốc của nó đã sướng. Hai cục lọc hai nguồn. Đó là dây Acophay giá 1,9 triệu một cái. Em để đấy. À, tiếp theo là đến dây quân sự. À, đây là những dòng dây. Đây không phải dây quân sự. À, đây là dây loa của Mỹ. À, dây loa của Mỹ Mirret là cái gì đây, đọc thì em đọc mãi đây. À đâu? Master Blade. À, đây là một trong những dây được rất nhiều bác đi dùng. Ngoài nó làm cái thiết bị bảo vệ chống nhiễu rồi là cách ẩm rồi là trong này nó có dầu mỡ để bảo vệ. Nó nói chung theo tiêu chuẩn của dây của nước ngoài thì nó nhiều lắm. Nó có nhiều cái yếu tố. Các bác cứ tham khảo đi, em đọc mã đây. Đây. Sandry M22S đây này. Con này có chiều dài là 2,5 m một dây. Có đây là một bộ hai dây. Hai dây nhưng bốn đầu. Lõi bằng đồng. Lõi đồng nhé. Lõi đồng khá là chất, lõi đồng. Và trên các cục nhiễu này nó có chiều mũi tên chỉ nhé. Đây là chỉ ra. Chạy đi vào, đi chạy vào thì đầu này các bác phải cắm vào CD. CD để cho tín hiệu chạy vào mà. Chạy vào. Còn đầu cuối này nó sẽ có mũi tên nó ghi chạy ra thì các bác hãy cái đây. Mũi tên chạy ra thì các bác hãy cắm vào âm ly. Đây, bộ dây này có giá là 2,8 triệu. 2,8 triệu một bộ này, dài 2,5 m. Dây to bằng ngón tay cái luôn. Được. Ngoài ra thì dây quang. Đây. Dây quang. Dây quang để cấp tín hiệu cho từ tất cả các TV internet hoặc là đầu giải mã đều dùng dây quang. Dây cáp quang đấy. Dây giải mã là ra. Có bốn, giá là 400k một cái. 400k một cái. Còn vẫn như thường lệ là dây
Đây, vẫn như thường lệ, những loại dây này này, dây benzen của Mỹ, dây loại 4 lõi là 4 lõi, được chưa? Cái loại 4 lõi là 101 1 mét, 4 lõi. Các bác đã có nhiều clip em giới thiệu rồi. Lại về đây, 4 lõi này, 4 lõi, lõi đồng tất là 101 1 mét, loại 2 lõi là 80.000 1 mét, dây benzen của Mỹ, được chưa? Còn loại audio tiếp tục chưa nào? Audio quýt, đây là dây audio quýt của Mỹ. Đây, audio quýt, audio quýt của Mỹ, hai lõi đồng. Loại dây có đường chỉ dọc đen theo đây là dây đời cũ, có giá là 160.000 một mét. Còn đây là dây audio cũng audio quýt, hai lõi đồng. Đây, hai lõi đồng, hai lõi đồng cũng audio quýt của Mỹ, nhưng loại dây này là loại dây đời mới của Mỹ, có giá 140.000 một mét. Hai dây này chẳng ngang, chẳng khác gì nhau đâu. Còn đây là tất cả các loại dây AV. Dây AV, đầu AV của Nhật xịn, có giá 50k một bộ này, một dây này. 50k một dây này. Quý vị nào đang dùng dàn, có những dây dàn bán bình thường này, bỏ đi. 50k một sợi này thôi. Thay hết nó vào cho nó chất. 50k một sợi, em lấy cả đống. Đấy. Ngoài ra thì audio quýt đây. Dây kiếp, dây benzen. 4 lõi em vừa làm cuộn nữa đây. Các bác về thoải mái. Tiếp tục nhé, tiếp tục với lại đầu BBS cũng thay đầu mic. Đầu này đầu mic, các bác nào đang dùng mic dây ở nhà, mic rẻ thì cần nhắc cái đầu mic thì ra thay nhé, thay vào thôi, thay vào thôi, giá trị nó khác hẳn luôn, hát nhẹ lưng, không hay không lấy tiền, giá 290.000 một cái đầu mic này, tự thay được. Ở đây nữa, tiếp tục dây này nữa, dây này là dây master dài 1m2, giá 400k một bộ. Bên này AV. Tiếp tục với lại lọc nguồn. Đây, lọc nguồn. Lọc nguồn rất là nhiều. Lọc nguồn này đây em đang dùng đây. Lọc nguồn này là lọc nguồn Mexico ở trong. Còn tất cả trên là có tất cả các ổ cắm xịn. Đây là đường ổ cắm xịn luôn. Hàng xịn chứ không phải hàng Việt Nam. Cắm xịn, xung quanh hộp có tản nhiệt. Đây, M61. Phía đằng sau có đường cấp tín hiệu vào. Đây được tín hiệu vào, có thể tín hiệu vào từ 100V đến 240V, 220V. Có nghĩa là vào đường nào, vào 200 thì dễ ra 200, vào 100 sẽ ra 100. Đây, đây là đồng hồ báo. Đây là điện hiện tại là 232V, đồng hồ báo. Đấy, 233V, đồng hồ báo giờ. Và giá của chiếc lọc nguồn này, lọc nguồn Mexico luôn đấy. Trong là lọc nguồn Mexico. Lọc nguồn này có giá là 2.8 triệu một chiếc này. Về các bác chỉ sẵn dùng, sẵn cắm thôi, công tắc bật nguồn và đồng hồ báo luôn. Đấy. Ok. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Clip nó hơi dài. Đây, cái dây em vừa quảng cáo em đang dùng. Đấy.